Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Tam Nguyên. Lời đầu tiên diện đàn xin kính chúc quý cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối an lành và mạnh khỏe. Trong những video lần trước thì chúng ta đã bàn luận về việc ứng dụng phong thủy trong việc tăng cường tài lộc cho phòng khách. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về việc ứng dụng phong thủy trong việc tăng cường sự đào hoa, hòa hợp cho phòng ngủ của mỗi gia đình. Khi mà nói tới phòng ngủ thì đây là một cái chủ đề có phải nói là rất là hay, bởi vì chúng ta cũng biết rằng trong cuộc đời của mỗi con người thì 1/3 thời gian là người ta sẽ dành cho giấc ngủ của mình. Và đây cũng là không gian riêng của mỗi gia đình, là nơi để cho mọi người có những cái phút giây riêng tư này. Và nó cũng đồng thời sẽ tái tạo năng lượng cũng như là tăng cường sự hòa hợp của hai vợ chồng. Đặc biệt thì nếu như mà có phương pháp bài trí đúng đắn, nó còn giúp kích hợp tình duyên cũng như là sự đào hoa hòa hợp. Chính vì vậy nên là trong video lần này thì Phong Thủy Tam Nguyên sẽ chia sẻ cho quý khán giả một số các phương pháp để ứng dụng phong thủy trong việc tăng cường đào hoa hòa hợp cho phòng ngủ của mình. Và trong suốt video này, nếu như mà quý cô chú anh chị và các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy nhanh tay để lại ở phía dưới phần bình luận theo cú pháp đó là họ tên, số điện thoại liên hệ cũng như là câu hỏi thắc mắc, hoặc là gọi ngay trực tiếp về số hotline của chúng tôi 1900 2292 để được những trợ lý của thầy Tam Nguyên tư vấn một cách chính xác và nhanh nhất. Và không để cho quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, một nhân vật rất là đặc biệt trong mỗi video của Phong Thủy Tam Nguyên xin được giới thiệu anh Đức Trung. Vâng, xin kính chào đến các cô chú anh chị và các bạn, và xin kính chào MC diễn đàn. Anh Trung ơi, lần trước thì chúng ta có ngồi nói chuyện với nhau về việc ứng dụng phong thủy làm sao để cho thu hút tài lộc nhiều hơn cho căn phòng khách của mỗi gia đình. Và trong video lần này thì em quyết định là mình sẽ bàn luận về vấn đề phòng ngủ đi. Thì khi mà nói về phòng ngủ thì anh nghĩ là cái tầm quan trọng của phòng ngủ trong việc phong thủy nhà ở nó như thế nào? Thực tế thì nếu như xét về phong thủy phòng khách thì video trước chúng ta đã nói về cái tầm quan trọng của phòng khách rồi, đúng không? Thì ngoài phòng khách ra thì một trong những cái công năng quan trọng khác nữa mà chúng ta không thể nhắc đến đó là công năng về phòng ngủ và cái tầm quan trọng của phong thủy phòng ngủ. Trong thuyết về phong thủy thì chúng ta đã biết rằng trong Dương Trạch Tam Yếu thì các mệnh sư chúng ta đã quan niệm ba yếu tố quan trọng nhất của một ngôi nhà, đó là môn, chủ và táo. Tức là môn là chúng ta nói về tầm quan trọng của cổng cửa, đúng không? Chủ là cái chính là cái không gian phòng khách của người trạch chủ, phòng ngủ của người trạch chủ, xin lỗi. Và đối với táo tức là không gian về bếp, đúng không? Vậy thì một trong những công năng mà chúng ta không thể bỏ qua và không thể nhắc đến đối với việc liên quan đến phong thủy đó là phải nói đến phong thủy phòng ngủ. Vậy thì như MC Diện Đàm có nói là 1/3 thời gian chúng ta nó gắn liền với cái giường và gắn liền với giấc ngủ chúng ta, đúng không? Vậy thì nếu như phòng ngủ mà chúng ta không chú ý đến phong thủy thì một điều rất là lỗi trong cái việc ứng dụng phong thủy. Bởi vì đây là nơi mà là gì? Như chúng ta biết rằng là sau một cái ngày chúng ta mệt mỏi chúng ta quay trở về, đúng không? Đây sẽ là nơi nghỉ ngơi. Thì phòng ngủ chính là nơi mà chúng ta dành thời gian chúng ta nghỉ ngơi, đúng không? Theo khuyến cáo của các nhà khoa học thì chúng ta nên dành thời gian khoảng 8 tiếng. 8 tiếng mỗi ngày. Đối với một người trưởng thành, đúng 7 đến 8 tiếng để ngủ, đối với trẻ nhỏ thì còn nhiều hơn. Để mà tái tạo năng lượng cũng như là bổ sung cho sức khỏe cho con người chúng ta. Vậy thì nếu như không dành ra cái sự quan tâm cũng như không dành cái sự trọng yếu đối với việc phong thủy phòng ngủ thì đó là một điều rất là không tốt. Vâng. Phong thủy phòng ngủ không những là bổ trợ cho sức khỏe chúng ta, mà đây là không gian gì? Đây là không gian riêng tư, đúng không? Không gian riêng tư của mỗi người, đặc biệt là những cặp vợ chồng chẳng hạn, thì đây là không gian riêng tư. Bởi vậy cho nên đây là không gian mà người ta ứng dụng phong thủy để kích hoạt thêm cái yếu tố về hòa hợp vợ chồng, cũng như là cái yếu tố về tình duyên hay đào hoa cho mỗi người. Hay là đối với các bạn mà vẫn đang cô đơn và đang tìm một nửa cho mình chẳng hạn, thì đây cũng chính là không gian mà ứng dụng cho các bạn tìm ra một nửa cho đời mình, chính là cái việc chúng ta kích hoạt những cái đào hoa. Do vậy rằng là xét cả về yếu tố về sức khỏe hay là cả về yếu tố về tinh thần tình cảm thì phong thủy cho phòng ngủ là rất quan trọng, cực kỳ quan trọng. Và có thể nói đây là một cái chủ đề mà tất cả quý vị khán giả nên lưu tâm và nên theo dõi thật là chi tiết, thật là cụ thể đấy. Vậy thì một vài đến đây thì em có thắc mắc đó là trong cái thiết kế của mỗi căn nhà đi, chúng ta sẽ có chia ra là rất là nhiều loại phòng ngủ, chẳng hạn như là phòng ngủ master là dành cho cha mẹ này, dành cho hai các cặp vợ chồng đi, rồi là phòng ngủ cho các bé này, hay là thậm chí nếu mà gia đình nào mà có nhiều thế hệ đi thì họ còn thiết kế các phòng ngủ để cho các ông bà. Vậy thì mỗi một phòng ngủ như thế thì em nghĩ là cái việc mình ứng dụng phong thủy nó cũng khác nhau, đúng không anh? Chính xác.
Vậy thì mình có lưu ý gì cho mỗi cái căn phòng đấy không ạ? Mỗi loại đối tượng? Đối với mỗi một cá nhân thì cái mục đích sử dụng phòng ngủ nó cũng khác nhau. Về mục đích chung điều là dùng để ngủ là chắc chắn rồi. Tuy nhiên một điều là mỗi một cá nhân thì tùy theo cái mức độ thời gian phát triển của mỗi cái giai đoạn chúng ta thì cái mục đích sử dụng phòng ngủ thì nó cũng khác nhau một đôi chút. Ví dụ là các cặp vợ chồng, tức là có vợ có chồng thì thường là sẽ ưu tiên sử dụng cái phòng ngủ master. Mà cái xu hướng phát triển, xu hướng thiết kế phòng ngủ gần đây thì phòng ngủ master đó không chỉ là không gian mà chúng ta bài trí giường ngủ hay là tủ quần áo, mà cái phần mà liên quan đến quần áo hay là cái việc mà chúng ta trang điểm hay là chúng ta thay đồ thì nó có một cái phòng ngăn riêng gọi là phòng thay đồ, phòng closet. Là cái phòng người ta ngăn riêng ra để tách bạch hẳn cái không gian mà chỉ giường ngủ, để chúng ta quay trở về phòng ngủ chúng ta không thấy bừa bộn, đúng không? Tại sao chúng ta lại thích đi du lịch? Tại sao chúng ta thích đi du lịch? Bởi vì đi du lịch chúng ta thấy rằng là cái không gian phòng nghỉ nó rất là simple, nó rất là đơn giản, đúng không? Đơn giản để mà nó loại bỏ hết những cái mà lộn xộn hàng ngày trong cuộc sống chúng ta, đúng không? Chỉ tập trung vào một cái công năng thôi. Nó rất là đơn giản, nó rất là thoải mái để chúng ta thấy là chúng ta không bị hỗn tạp bởi nhiều cái món đồ khác nhau. Do vậy chúng ta thấy đi du lịch nghỉ cái phòng của khách sạn cao cấp, càng cao cấp chúng ta càng thấy là rất là thoải mái, rất là relax, đúng không? Đó, thì đối với cái phòng ngủ dành cho cặp vợ chồng thì thường người ta sẽ thiết kế phòng ngủ master có cái diện tích lớn nhất và có cái phòng closet tách riêng ra để mà thay đồ, để mà trang điểm hoặc là để mà không gian làm việc cũng tách riêng ra luôn. Đấy, phòng ngủ này thì cũng thường là sẽ là cái phòng ngủ mà có cái khả năng tiếp sáng, tức là có cái mặt đón sáng, có ban công để mà mỗi buổi sáng dậy thì chúng ta có cái việc chúng ta kéo rèm ra để đón ánh sáng đi vào, đúng không? Thì rất là hay. Thì đối với phòng ngủ master cho các cặp vợ chồng sẽ có thể như vậy. Thì đối với cái phòng ngủ mà dành cho các cái cá nhân khác, ví dụ như phòng ngủ dành cho trẻ nhỏ thì nó lại khác hơn. Đối với phòng ngủ dành cho trẻ nhỏ và dành cho người già thì không gian thì nó không cần quá lớn, thường sẽ dao động khoảng mười mấy mét vuông thôi là hợp lý. Tại vì rằng là nó sẽ quá rộng thì nó sẽ làm choán cái không gian, mà quá hẹp thì nó sẽ làm chật chội. Thường nó sẽ dao động khoảng 15 cho đến 18 mét vuông là hợp lý rồi. Đấy, hoặc cũng có thể là nhỏ hơn chút xíu. Thì đối với không gian của phòng cho trẻ nhỏ thì nó cũng cố gắng thiết kế làm sao cho đơn giản nhất. Nhưng mà nó sẽ có nhiều hơn cái sự khác biệt đối với các phòng ngủ khác. Tức là nó sẽ có những cái hình họa liên quan đến cái việc trang trí. Nó sẽ phù hợp với tuổi của trẻ nhỏ hơn. Để làm gì? Để kích hoạt cái sự sáng tạo của trẻ. Cũng như là kích hoạt cái trí thông minh, cũng như những cái mà sở thích của bé. Đôi khi là mình còn bài trí thêm bàn học này. Đúng. Hay là một số những cái không gian chơi đúng không? Đúng rồi, chính xác. Đặc biệt là các bé nhỏ thì thường cha mẹ sẽ thiết kế một cái không gian chơi riêng cho các bé ấy. Và các cái họa tiết trang trí thì cũng kích hoạt cái trí tưởng tượng cho các bé tốt hơn. Hay nếu như không gian dành cho trẻ nhỏ mà các cháu có độ tuổi học hành rồi thì khuyên các cha mẹ là nên lựa chọn cái không gian phòng ngủ mà có cái không gian mà cửa sổ nó thoáng là nhìn ra được cái không gian bên ngoài, nó có tính mở hơn và đặc biệt nhìn ra không gian có nhiều cây xanh thì càng tốt, để mà điều tiết cái yếu tố là ánh mắt của cháu khi mà học hành. Thì phòng ngủ là cái nơi này mà chúng ta kết hợp với phòng học thì đặt để các cái vị trí như bàn học thì cũng rất là quan trọng, và hạn chế bớt những cái mà rườm rà đi. Vậy thì đó là cái tầm quan trọng của phòng ngủ. Có thể nói là rất là nhiều loại phòng ngủ đi. Đối với sức khỏe của con người này, đối với công việc, đối với cuộc sống và đối với cả cái căn nhà. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói kỹ hơn về phong thủy anh nhá. Khi nãy thì mình có nói tới về việc trang trí, về việc bài trí này. Vậy thì một trong những cái lưu tâm mà rất là nhiều khán giả thắc mắc ở đây đó là mình lựa chọn cái vị trí để mà sắp đặt cái phòng ngủ đó ở đâu. Tức ý của em muốn nói về cái phương vị đó. Vậy thì anh có cái nguyên tắc hay là một số cái phương pháp nào có thể giúp em cũng như là quý vị khán giả hiểu rõ hơn về cái việc lựa chọn phương vị đúng không ạ? Cái điều này rất là hay. Thông thường thì cái việc mà gia chủ đó là cứ thoải mái, thích thì có thể lựa chọn bất cứ phòng ngủ nào, và sau đó không thích thì có thể chuyển qua chuyển lại. Thì về cơ bản rằng là trong phong thủy, nếu như ta ứng dụng phong thủy một cách có sự khoa học và có sự tư vấn từ phía chuyên gia, hay tại Phong Thủy Tam Nguyên thì thầy Tam Nguyên cũng như rằng là các kiến trúc sư ứng dụng phong thủy chính phái một cách rất là khoa học, bằng cách là gì? Bằng cách là chúng ta sẽ tìm ra được cái ngũ hành khuyết thiếu trong mỗi một người và lựa chọn cái phòng ngủ để có cái yếu tố bổ khuyết ngũ hành vào đấy. Tức hiểu như thế nào? Tức là chúng ta sẽ căn cứ vào yếu tố là dụng thần của bát tự tứ trụ. Tức là khi mỗi người sinh ra thì trong cái trạng thái đó là đục trong của vũ trụ khác nhau, đúng không ạ? Khi mà chúng ta cất tiếng khóc chào đời thì có cái sự ấn định các vị trí thiên tinh, kim, mộc, thủy, thổ, tinh và mặt trời, mặt trăng. Và cái ngũ hành của kim, mộc, thủy, thổ, tinh để tác động vào con người chúng ta và tạo ra cái yếu tố thân mệnh mỗi người, ngũ hành khác nhau, có sự cân bằng, có sự khuyết thiếu. Và cái việc thông qua cái việc mà các thầy phong thủy căn cứ vào năm tháng ngày giờ sinh, đấy, người ta gọi là tứ trụ, hay là trong thiên can của ngày sinh, tháng sinh, năm sinh, giờ sinh thì nó có thiên can địa chi, thì nó tám cái yếu tố đấy gọi là bát tự.
Và người ta căn cứ vào cái mức độ vượng suy của ngũ hành, của thiên can địa chi đấy, người ta tìm ra được cái ngũ hành khuyết thiếu để bổ vào, đó chính là dụng thần. Dụng thần của mỗi người khuyết thiếu thì nó sẽ quyết định ra các cái màu sắc trang phục, chăn ga, gối đệm, rồi là thậm chí là màu sân phòng ngủ luôn. Và cũng chính là cái phương vị mà đặt cái phòng ngủ đấy. Tôi lấy ví dụ như là dụng thần của một người là mệnh hỏa đúng không ạ? Dụng thần của một người là ngũ hành hỏa, chứ không nói là mệnh hỏa mọi người liền dễ nhầm tưởng ra nạp âm bản mệnh. Dụng thần của một người là ngũ hành thuộc hỏa chẳng hạn, thì khuyên rằng là cái người đấy sẽ chọn cái phòng ngủ nó thuộc về những cái phương là phương nam. Bởi vì phương nam là ngũ hành thuộc hỏa theo hậu thiên bát quái, đúng không? Chúng ta biết rằng là nam ngũ hành thuộc hỏa, bắc ngũ hành thuộc thủy, đúng không? Tây bắc ngũ hành thuộc kim, đông bắc và tây nam ngũ hành thuộc thổ, rồi là đông ngũ hành thuộc mộc và tây ngũ hành thuộc kim luôn, kiểu thế. Thì chúng ta sẽ tìm cái phương mà có cái ngũ hành đấy bổ khuyết vào cái dụng thần của người. Đó, thì chúng ta sẽ tìm ra được cái vị trí mà đặt cái phòng ngủ. Thì dĩ nhiên mà nói thì cái này nó cũng còn phụ thuộc vào cái không gian thực tế của ngôi nhà. Ví dụ ngôi nhà mà vuông vắn mà chia làm nhiều phòng thì có nhiều vị trí, còn nếu nhà ống thì có khi việc này nó hạn chế hơn. Thì chúng ta phải căn cứ nhiều yếu tố khác nữa. Anh ơi, vậy thì tới đây thì lại có một cái vấn đề như thế này. Đó là đối với một số các căn nhà ấy, thì đôi khi là gia chủ họ không có điều kiện. Chẳng hạn như là cái chỗ này đi là nó rất là thích hợp để đặt phòng ngủ rồi. Tuy nhiên thì cái diện tích nó không cho phép ạ. Thì khiến cho mình là phải đặt ở một số nơi có thể là chưa hợp phong thủy lắm. Vậy thì mình có những cái gọi là phương pháp để hóa giải cũng như là để hạn chế cái việc không hợp phong thủy đấy không ạ? Về cơ bản rằng là cái yếu tố là hợp phong thủy hay không hợp phong thủy, thì trong yếu tố phong thủy nó cũng không chỉ đơn giản nó nằm ở cái việc đó là vị trí này vị trí nọ, mà cái vị trí đấy tương quan với các công năng khác là như thế nào. Cái vị trí đấy tương quan với các công năng khác như thế nào, lấy ví dụ như sau. Lấy ví dụ như việc là thường dĩ nhiên mà nói thì người ta sẽ ưu tiên cái vị trí phòng ngủ rất là quan trọng nhé. Trừ một số những trường hợp người ta sẽ phải cắt cái không gian ra để người ta làm cái không gian khác, nhưng hầu hết là người ta sẽ quan tâm đến cái vị trí phòng khách và sau đó vị trí phòng ngủ và các cái vị trí công năng khác. Nếu mà rộng rộng thì chúng ta còn có các phòng vui chơi giải trí hoặc là phòng công năng, phòng sinh hoạt chung đấy. Nhưng mà một điều là dù bất cứ cái vị trí phòng ngủ đặt ở đâu thì chúng ta cần phải chú ý việc chúng ta đối chiếu cái việc mà trên dưới trước sau trái phải của cái vị trí phòng ngủ đấy với các cái công năng khác xung quanh. Lấy ví dụ như sau. Ví dụ như việc mà phía bên dưới công năng tầng 1 là cái bên dưới nó là cái phòng bếp, thì thường là cái phòng bên trên người ta sẽ không có đặt phòng ngủ. Bởi vì phía bếp là hỏa vượng, mà cái việc chúng ta đun nấu mùi nấu thức ăn rồi là cái yếu tố tính hỏa nó nóng nó bốc lên, thì thường cái phòng bên trên người ta sẽ không có đặt phòng ngủ, mà người ta có thể đặt đấy là một cái phòng khác, ví dụ như là phòng sinh hoạt chung hoặc phòng vui chơi giải trí hoặc là cái phòng gọi là phòng đọc sách gì đấy, mà ít khi sử dụng chứ không sử dụng thường xuyên cái việc ngủ 8 tiếng trên đấy. Đấy, hoặc nếu như có bất đắc dĩ mà chúng ta công năng không cho phép mà chúng ta vẫn phải sử dụng là phòng ngủ, thì cái việc bố trí đầu giường ngủ thì lại rất quan trọng, tránh cái việc mà đầu giường ngủ đã thẳng với bếp bên dưới. Hoặc là cái phòng ngủ này thì khuyên rằng là chúng ta có thể sử dụng phòng ngủ này cho khách, để mà thi thoảng khách đến khách ngủ thôi, còn các thành viên ngủ các phòng khác. Hay là cái việc mà phòng bên cạnh đó là phòng thờ. Thì cái việc mà phòng bên cạnh là phòng ngủ thì cũng phải lưu tâm một điều, đó là cái đầu giường ngủ thì nó không phải cắm vào cái bàn thờ được. Mà cái điều này rất ít là quý khách hàng hoặc gia chủ biết được. Đấy, thì cứ sắp đặt không quan tâm thì không có biết. Thì khiến cho cái việc cái phong thủy nó không có đắc. Hay là bên cạnh cái phòng ngủ thì lại là cái tiếp giáp với nhà vệ sinh. Đấy, và đó cũng là điều mà em rất là băn khoăn. Bởi vì là trong thực tế thì có nhiều luồng ý kiến ạ. Nhiều gia chủ thì muốn tiết kiệm diện tích này và tăng tối đa cái công năng cho phòng ngủ của mình, cũng như là sự tiện nghi, thì họ đã cho phép xây những cái nhà vệ sinh. Tuy nhiên thì nhiều người thì cho rằng đây là một cái điều rất là tối kỵ ở trong phong thủy. Vậy thì anh Trung, anh suy nghĩ như thế nào ạ? Cái việc mà xây dựng cái nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ nó một cái điều nó cũng bình thường thôi. Bởi vì cái việc tối ưu công năng sử dụng, tối ưu mục đích sử dụng thì nhiều người đưa cái nhà vệ sinh vào trong phòng ngủ đây là điều bình thường. Nhưng cũng không phải là ai cũng nắm được những nguyên tắc quan trọng. Ví dụ như sau. Ví dụ như đưa cái nhà vệ sinh trong phòng ngủ thì điều quan trọng ta phải nắm được là cái vị trí khí khẩu, tức là vị trí mở cửa phòng ngủ nó mở ra đâu. Người ta sẽ tránh tuyệt đối như sau, người ta sẽ tránh tuyệt đối là cái cửa phòng nhà vệ sinh nó sẽ mở ra cái vị trí đối thẳng với cái giường. Bất cứ vị trí cái giường nào thì nó cũng tương ứng cái vị trí trên cơ thể. Ví dụ là cái đầu, cái cửa nhà vệ sinh nó mở ra mà nó nhìn thẳng ra cái phía đầu giường, thì cái phần khu vực đầu, trung tâm của chúng ta khi ngủ trên đấy nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ như là, bởi vì chúng ta biết rằng là cái nhà vệ sinh là nơi sản sinh ra uế khí và âm khí, nó thoát ra những cái sự ẩm mốc và mùi hôi chẳng hạn. Đấy. Và dù thế nào cho nữa thì những cái mức độ ẩm nó thoát ra thì nó sẽ dễ làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Và nếu như nó mở ra cái phần đầu thì dễ làm đầu chúng ta trở nên mộng mị, ngủ nó không có được tốt. Hay là mở ra các bộ phận khác trên cơ thể nó dễ làm đau yếu và ảnh hưởng. Do vậy là khi mà thiết kế cái vị trí cửa phòng ngủ, người ta sẽ thiết kế để làm sao cho nó song song với cái trục giường chứ không mở thẳng ra giường.
hay là cái việc mà cái vị trí cửa của nhà vệ sinh thì nó cũng cần phải tránh lưu tâm với cái việc đó là đối diện thẳng trực tiếp với lại cái cửa của phòng ngủ chẳng hạn. Đấy. Thì bởi vì là như Đức Trung nói là cái dòng khí nó có sự loan hoàn bổ khí, nó đi từ phòng khách và đi vào các phòng, và nếu như đi vào trong phòng ngủ nạp cái vượng khí trong phòng ngủ rồi mà đi chạy toạt nhà vệ sinh thì nó cũng thì không có tốt. Mà nó không có tốt như vậy. Hay là cái việc mà cái nhà vệ sinh có này, nhưng cái đầu giường ngủ thì nó lại cắm vào cái tường của nhà vệ sinh thì nó không có tốt. Thì cái việc lý do tại sao mà cái việc thiết kế đầu giường ngủ không có cắm vào nhà vệ sinh thì Đức Trung cũng có lý giải trong một số những cái video trước đó rồi. Thì cái này nó đều diễn giải trên yếu tố về khoa học thôi. Trên đây là một số những cái thông tin về việc xác định phương vị cũng như là những cái lưu ý khi mà chúng ta sắp xếp những cái gọi là công năng khác cho cái căn phòng ngủ đi. Phải nói là rất là phong phú đúng không anh? Và để mà có thể có những cái thông tin chính xác nhất cho căn phòng ngủ của mỗi gia đình thì chắc là quý vị khán giả thì nên có sự tìm hiểu kỹ hơn, có thể lẽ là qua sự tư vấn của các đội ngũ chuyên gia hoặc là các đơn vị phong thủy uy tín đúng không anh? Để mà có thể biết được một cách rất là chính xác. Bởi vì em thấy là mình đôi khi mình phải xác định trên vị trí của ngôi nhà này, trên tuổi này, hay là đặc điểm các tính chất của khu đất đấy như nào. Chính xác, đúng rồi. Đây không phải là cái vấn đề mà mình có thể nói ngay ra được đúng không? Thường cái việc này nó phải thông qua việc khảo sát và đưa ra cái yếu tố thiết kế làm sao cho nó hài hòa với mong muốn của gia chủ, hài hòa với yếu tố về cách cục thẩm mỹ cũng như những cái yếu tố về công năng khác ràng buộc với nhau. Chứ không có một cái lý thuyết chung nhất nào cho cái việc thiết kế lên một cả tổng thể một ngôi nhà hay là phòng ngủ cả. Có khi rằng là theo cái mong muốn của gia chủ thì nó phạm phong thủy, mà đôi khi rằng là nếu như các thầy phong thủy mà chỉ học lý thuyết không, không có kiến thức về kiến trúc cũng như không có những cái trải nghiệm thực tế thì thiết kế những cái phòng ngủ cứ cho rằng là hợp phong thủy đi nhưng nó rất là gượng gạo. Thì người ta ở đấy thì không có thuận tiện, cảm giác không có thân quen, thì có khi là cái phòng ngủ đấy người ta chả thích ngủ, tôi ra phòng khách ngủ khi ngon hơn, thì nó không có phải là đúng cái công năng của nó. Vậy thì khi mà chúng ta xác định được cái phương vị của căn phòng đó rồi, một câu hỏi được đặt ra tiếp theo, một cái vấn đề rất là đau đầu tiếp theo đó là làm sao để có thể phát huy hết tối đa cái công năng của căn phòng để là tăng cường đào hoa hòa hợp. Thì em nghĩ là một trong cái phương pháp tối ưu nhất đó là chúng ta sẽ đặt thêm một số các vật phẩm đúng không ạ? Vậy thì anh có thể chia sẻ cho em một số các vật phẩm mà mọi người nên đặt ở trong phòng ngủ đúng không ạ? Cái việc mà như Đức Trung nói là cái phòng ngủ đúng không, là cái nơi mà chúng ta sẽ tái tạo năng lượng và tăng cường thêm yếu tố về đào hoa và nhân duyên cho mỗi người, kể cả cặp vợ chồng hay những cá nhân mà chưa có đôi có cặp, đúng không? Vậy thì một trong những cái yếu tố mà chúng ta kích hoạt rất là hay đó, chúng ta xác định ra được cái phương vị đào hoa. Trong phong thủy, đúng rồi, trong phong thủy như phòng khách thì chúng ta có nhắc đến những cái phương vị như phương vị tài lộc, phương vị quý nhân, đúng không, hay là các phương vị khác như văn xương. Thì trong phòng ngủ chúng ta đặc biệt lưu tâm đến cái phương vị là phương vị đào hoa. Đấy, phương vị đào hoa là cái phương vị chủ quản về đào hoa của mỗi tuổi người, và cái này nó sẽ chia theo bộ tam hợp. Lấy ví dụ như là tuổi Thân Tý Thìn thì đào hoa sẽ nằm tại Dậu. Đấy. Hay là tuổi Hợi Mão Mùi thì đào hoa sẽ nằm tại phương Tý, rồi là Tỵ Dậu Sửu thì đào hoa sẽ nằm tại phương Ngọ, và Dần Ngọ Tuất thì đào hoa sẽ nằm tại phương Mão. Các cái phương này đều là phương chính hướng cả, xét theo cái mặt la bàn, đúng không? Tuy nhiên rằng là theo đúng cái vị trí mà thần sát mà chúng ta phải xét đến thì cái phương chính hướng nó sẽ cộng thêm 75 độ. Lấy ví dụ cụ thể, ví dụ như là tại cái vị trí là phương Mão, là cái phương của đào hoa của Dần Ngọ Tuất. Cái phương này độ số của nó là 90 độ, tuy nhiên sẽ cộng thêm 75 độ nữa, thì tức là cái vị trí này sẽ là 97,5 độ. Tức là Dần Ngọ Tuất đào hoa tại cái phương vị Mão, cụ thể là 97,5 độ. Hay là tuổi Thân Tý Thìn thì đào hoa sẽ nằm tại phương Dậu, cụ thể là 270 độ cộng thêm 75 độ, tức là 277,5 độ. Rồi là tuổi Hợi Mão Mùi thì đào hoa sẽ nằm tại phương Tý, tức là phương chính Bắc, là 0 độ cộng 75 độ, tức là 7,5 độ. Rồi là tuổi Tỵ Dậu Sửu đào hoa sẽ nằm tại phương Ngọ, tức là 180 độ cộng 75 độ, tổng là 187,5 độ. Thì đây chính là những cái vị trí phương đào hoa của các cái tuổi này. Thì tại cái vị trí phương đào hoa này thì chúng ta ứng dụng phong thủy bằng cách chúng ta sẽ đặt để những cái vật phẩm nó mang yếu tố là kích hoạt đào hoa. Ví dụ người ta có thể sử dụng các cái phương pháp đó là treo các cái bức tranh, một số các bức tranh mà Đức Trung cũng như thầy Tâm Nguyên thường xuyên tư vấn cho các gia chủ, đó là tranh hoa mẫu đơn. Tranh hoa mẫu đơn như quý vị tìm hiểu thì chúng ta sẽ biết là tranh hoa mẫu đơn là một trong những loại tranh mà có cái nguồn gốc từ các loại hoa quyền quý, người ta có thể coi là vua các loại hoa. Đó, hoa mẫu đơn là loại hoa tượng trưng cho sự vương giả và quý phái, do vậy rằng là cái tranh hoa mẫu đơn nó cũng chính là loại tranh mà tượng trưng cho sự đào hoa cũng như là về yếu tố về nhân duyên hòa hợp.
đặc biệt là tranh hoa mẫu đơn mà lại có cặp đôi chim chỉ trên đấy nữa thì lại càng tăng thêm yếu tố về hài hòa. Do có vậy đôi, là có đôi có cặp ấy. Do vậy cái vị trí phân đào hoa này thì chúng ta sẽ treo một cái bức tranh hoa mẫu đơn. Hay tại Phong thủy Tam Nguyên thì trước đó thì Tam Nguyên cũng có đưa ra một cái vật phẩm mà từ cái tranh hoa mẫu đơn gọi là đồng hồ hoa mẫu đơn. Tại vì đồng hồ thì vốn dĩ nó có khả năng kích khí vì nó chạy thường xuyên mà. Nó sẽ tạo ra cái động khí tại khu vực đấy. Thì tại phương đào hoa đấy sử dụng một chiếc đồng hồ hoa mẫu đơn và cái đồng hồ nó chạy thường xuyên thì nó càng tăng thêm cái vượng khí của cái phương vị đào hoa này. Thì lại càng hay. Hay tại cái phương đào hoa này chúng ta có thể sử dụng một số những món vật phẩm khác, ví dụ như bể cá. Đúng, chính xác. Bể cá, bởi vì là bể cá thì có ngũ hành thuộc thủy thì nó sẽ càng tăng thêm yếu tố về thủy vượng tại phương đào hoa này thì nó sẽ càng tăng thêm cái tính nó là thủy mộc nó tương sinh, bởi vì đào hoa vốn dĩ là phương mộc dục thì nó sẽ càng tăng thêm cái phương đào hoa tại cái phương này thì rất là hay. Tuy nhiên một điều là trong phòng ngủ thì có khi là chúng ta cũng sẽ bài trí cái bể cá thì nó cũng hơi bất tiện. Nhỏ thôi đúng không? Nhỏ nhỏ thôi. Em ví dụ như những cái bể cá mà tròn tròn như này có được không anh? Cũng được. Đấy, bởi vì để bể cá to quá thì buổi chúng ta phải bật sáng thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái giấc ngủ, hay là cái tiếng mà cá nó quẫy thì nó lách cách nó cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ chẳng hạn. Một số các loại hoa khác chúng ta sử dụng hoa tươi, chúng ta có thể kích hoạt cái phương này, ví dụ như là hoa gọi là hoa tiểu hồng môn. Hoa tiểu môn là loại hoa mà lá nó xanh và cái hoa nó là màu đỏ, đỏ rất tươi. Thì cái màu đỏ của hoa mẫu đơn nó tượng trưng cho cái sự may mắn, tượng trưng cho cái sự niềm vui cũng như cái sự đào hoa cho mỗi tuổi. Thì tại cái phương đào hoa chúng ta có thể đặt cái chậu cây hoa mẫu đơn này. Tuy nhiên một điều cũng cần phải tìm theo cái bố trí thực tế của cái phòng ngủ, đúng không? Chứ không có vượng được. Dựa vào những cái điều kiện thực tế đấy. Đúng, cái công năng thực tế chúng ta đặt để chúng ta, ví dụ như có kệ, có tủ, có giá chúng ta đặt được. Chứ nếu cái vị trí đào hoa chúng ta đặt cái giường thì bây giờ là ông làm nào, ông treo trong cái giường thì đặt được. Nó không có, phong thủy thì không có chấp. Quan điểm phong thủy Tam Nguyên là phong thủy chúng ta không có chấp. Đấy, hay là trong phòng ngủ chúng ta có thể sử dụng một số các loại pháp khí khác như cầu đá thạch anh. Cầu đá thạch anh là một trong những loại vật phẩm mà chúng ta rất dễ sử dụng, đặt dễ dàng và chúng ta dễ dàng kích khí. Mà thường là một số loại cầu đá có khả năng kích hoạt đào hoa rất tốt như cầu đá thạch anh hồng hoặc cầu đá thạch anh tím. Đấy, thì cũng còn tùy theo cái dụng thần của mỗi người như nào nữa, như Đức Trung có phân tích vừa rồi. Đấy, căn cứ theo dụng thần thì chúng ta tìm ra được cái màu sắc phù hợp. Đó. Thì về cơ bản là cái vị trí đào hoa chúng ta xác định được rồi và chúng ta sử dụng một số những cái món vật phẩm đấy để tăng cường. Chính xác. Còn một số cái vật phẩm nữa là nó là hồ lô hợp. Hồ lô hợp là một trong những cái món vật phẩm rất là hay chúng ta nên ứng dụng. Đó là cái việc chúng ta sử dụng một kiểu dâu sâu hồ lô, nó được làm từ ba cái hồ lô làm từ chất liệu gỗ đào. Và bên trong nó có được nạp cốt và có cái chú hòa hợp. Đấy, trên đấy nó được khắc mà cái chữ đó là gia trung hòa hợp. Bốn chữ gia trung hòa hợp thì nó thể hiện cho cái việc gia đạo hòa hợp trong một nhà. Êm ấm thuận hòa, tức là những cặp đôi hay là cá nhân thì sử dụng cái này treo tại phương đào hoa đấy thì nó rất là tốt. Đấy, thì rất là tốt. Tuy nhiên là cái phương đào hoa cũng cần phải chú ý. Cần chú ý. Như vừa nãy là MC có đưa ra cái ví dụ đó là nhà vệ sinh đặt trong phòng ngủ, đúng không? Vâng. Vệ sinh đặt trong phòng ngủ. Thì nếu như đặt cái giả thiết đó là nếu như cái phương đào hoa nó rơi vào cái phòng ngủ, cái phương đào hoa nó rơi vào cái nhà vệ sinh thì làm nào? Đã đào hoa là cái chủ mà về nhân duyên tài lộc chúng ta mà đặt vào cái nhà vệ sinh là nơi u uế thì rõ ràng một điều không may rồi, đúng không? Đúng. Thì cái này nó lại tạo ra một trong những cách cục người ta gọi là đào hoa sát. Là phản tác dụng. Nó phản tác dụng luôn, tức là nó lại làm cho cái ô uế cái phù đấy tăng cao ạ. Nó làm xấu đi. Ví dụ như là vợ chồng có phương đào hoa của cặp vợ chồng mà lại ví dụ được tuổi vợ là 1992, ông chồng 1988, là Mậu Thìn với lại Nhâm Thân, Thân Tý Thìn đào hoa Cư Dậu, thì cái phương đào hoa đấy lại đặt cái nhà vệ sinh tại phương Dậu, có cái nhà vệ sinh vào luôn cái bể phốt vào luôn cái cầu tiêu thì nó quá tệ rồi, đúng không ạ? Thì chắc chắn là vợ chồng lạnh nhạt, xa lánh tình cảm, không có hòa hợp trong chăn gối và trong cuộc sống hôn nhân. Thì cái việc này chúng ta lại cần phải hóa giải. Thì dĩ nhiên mà nói thì bảo bây giờ là chuyển cái nhà vệ sinh thì rất khó. Tốt nhất là ông chuyển từ phòng ngủ ở chỗ khác. Vậy thì cái trường hợp là nếu như mà mình không dùng cái nhà vệ sinh đấy nữa thì có được không ạ? Không dùng cái nhà vệ sinh đấy thì cơ bản cũng được, có thể chuyển thành nhà kho. Vâng. Và lấp những cái phần lỗ khí lại để cho nó không có thoát ý khí ra ngoài. Vâng. Thì có thể chuyển thành nhà kho. Còn trong trường hợp chúng ta vẫn phải sử dụng, không còn cách nào khác. Không chuyển thành nhà vệ sinh, không chuyển thành phòng ngủ, chúng ta phải hóa giải. Thì trong phong thủy người ta sẽ sử dụng bằng cách là người ta sử dụng một cái gương gọi là gương bát quái kiếm đào. Bát quái kiếm đào người ta sẽ treo tại đấy. Cái gương này nó sẽ là cái gương mà nó được khắc cái hình hoa đào lên trên cái chất liệu gỗ đào luôn. Nó gọi là gương bát quái kiếm đào, người ta sẽ treo tại cái phương này. Và tại cái phương này người ta sẽ không phải là treo hoa mẫu đơn nữa, mà người ta sẽ treo một bức tranh tĩnh vật. Treo một bức tranh tĩnh vật để làm tĩnh cái không gian lại. Làm tĩnh cái không gian lại và treo một cái gương bát quái kiếm đào tại đấy để mà hóa giải cái việc đào hoa sát.
thì về cơ bản nó sẽ là một trong những phương án để mà hóa giải. Ừ. Thì cái này về cơ bản là nó cũng có khá nhiều những cái phải lưu tâm, mà yêu cầu cần phải phối nhiều cái kiến thức cả về kiến trúc cũng như về phong thủy nữa. Đó là một vài những cái lưu ý khi mà chúng ta sắp xếp đồ đạc cũng như là tìm các cái vật phẩm phong thủy cho phù hợp với mỗi căn phòng, đúng không ạ? Nói tới đồ vật thì tới đây em cũng có một cái chợt nhớ ra một điều, đó là khá là nhiều gia chủ thì họ đã đặt những cái két sắt ở trong phòng ngủ của mình. Đó thì để tăng cái công năng cũng như là để phục vụ những cái nhu cầu của gia chủ đi, thì cái việc đặt két sắt như thế thì mình có nên hay không, và là nếu như mà nên thì mình nên lưu tâm những cái điều gì không ạ? Trong cái phòng ngủ thì rất hay một điều, đó là cái phòng ngủ là cái nơi không gian riêng tư của một cá nhân, đúng không? Ít người ngoài có thể ra vào được phòng ngủ đấy. Phòng ngủ là cái nơi đúng không, nó an toàn. Nó người ta gọi là phòng ngủ là cái kén, giống như cái kén con tằm á. Thì con tằm này nằm ở trong kén trong suốt quá trình nhà tơ, nó nằm ở trong đấy và nó vẫn có cái sức khỏe tốt và nó được ngủ trong đấy và nó nhả kén, và đến khi mà nó chín mùi thì nó mới phá kén nó thành một con bướm, đúng không? Do vậy rằng là cái kén đấy nó phải tĩnh thì con tằm nó mới nhả tơ được và nó mới biến thành bướm được. Do vậy cái phòng ngủ nó cũng yêu cầu nó cần phải là nơi kín đáo và riêng tư. Do vậy đây là cái nơi mà người ta đặt két sắt. Két sắt chứa tiền và chứa tài liệu quan trọng mà người ngoài không vào được. Thế thì cái việc mà người ta ứng dụng phong thủy, người ta cũng tìm được cái vị trí quan trọng để người ta đặt két sắt. Thì trong cái việc mà ứng dụng phong thủy điểm thần sát như đây chúng ta nói, đúng không? Chúng ta sẽ xác định cái phương gì? Chúng ta sẽ xác định ba cái phương vị, đó là phương tài lộc và hai cái phương quý nhân. Là chúng ta sẽ có ba cái phương, đúng không? Và nếu như cặp vợ chồng thì chúng ta lấy 3 × 2 là 72 người mà, sẽ là có 6 cái vị trí. Nó sẽ có 6 cái vị trí để chúng ta đặt cái vị trí két sắt này. Không được cái vị trí này chúng ta đặt vị trí kia. Tức là chỉ cần hòa hợp với một trong hai người thôi, đúng không? Chính xác. Và ưu tiên đầu tiên là nếu như két sắt để tiền thì ưu tiên người nào nhiều tiền nhất. Ưu tiên người nào nhiều tiền nhất thì thường dĩ nhiên rằng là chủ kinh tế của mình, các gia đình là hầu hết là người chồng, đa phần là người chồng, thì chúng ta sẽ đặt theo cái vị trí phương trạch chủ. Nhưng mà nếu như bảo là chồng em thì thường xuyên đi công tác không có hay ở nhà, thì tài chính là em là người chủ yếu, thì đặt theo ưu tiên theo phương người vợ, đặt theo cái tài theo phương tài lộc của quý nhân của người vợ, thì chúng ta cũng sẽ có các cái vị trí tương ứng. Thì cái vị trí phương tài lộc cung quý nhân như nào thì có thể kết nối với đội ngũ trợ lý, các bạn sẽ tư vấn thêm cho. Tuy nhiên một điều lưu tâm như này, đấy là cái xét theo phong thủy lý khí, tức là các cái vị trí theo thần sát theo lý khí. Nhưng mà về yếu tố về hình thế loan đầu chúng ta phải chú ý một điều, chúng ta biết là két sắt nó có cửa mở ra mở vào, đúng không? Thì cái việc mà chúng ta sẽ cần phải chú ý là cái cửa két sắt nó sẽ tránh nhìn ra một số những cái như sau. Thứ nhất, nó không được nhìn ra ngoài cửa của phòng ngủ, nó thể hiện cái việc mở cửa két sắt ra tiền chui ra ngoài. Cái thứ hai nữa là cái cửa két sắt nó cũng không được đối diện với cửa nhà vệ sinh. Nếu như cửa nhà vệ sinh mà nằm trong cái phòng ngủ đấy thì cửa két sắt nó cũng không được nhìn đối diện cửa nhà vệ sinh. Giống việc tiền nó đi vào nơi ô uế thì nó không có tốt. Hay là cái việc mà két sắt nó không thể đặt kiểu lưng chừng đâu được, mà nó phải đặt tựa vững, lưng nó phải đặt tựa vững vào tường, và phần còn lại sẽ là hướng nhìn của cửa két sắt. Và thường thì nếu như hợp lý, gần đây thì chúng thấy là rất nhiều gia đình cũng có cái việc thiết kế cái tủ quần áo thì cũng có cái ngăn chứa két sắt riêng ở trong đấy, thì đặt trong đấy là vừa gọn và nó cũng rất là kín đáo luôn. Tuy nhiên một điều đó, chúng ta phải tách cái không gian ngăn nó ra, chứ không phải là két sắt đặt vào xong rồi bao nhiêu quần áo hầm bà làng cứ để bừa trên đấy thì nó không tốt. Ngăn sạch rồi, đúng không? Chính xác. Mà cũng phải lưu tâm một điều như sau này, rất nhiều gia chủ nghe câu chuyện đó là két sắt trong phòng ngủ thì đặt một cái gì đấy để kích tài lên. Bởi vì két sắt là nơi chứa tiền thì rất nhiều người muốn kích tài lộc cho két sắt lên. Nhiều người thì mua cụ thiềm thừ hoặc mua một linh vật đấy đặt trong két sắt, nhưng vô tình điều này sai. MC chú ý nhé, cũng như là các cô chú anh chị chú ý là chúng ta nếu như cái két sắt mà chúng ta đặt trong phòng ngủ thì tuyệt đối không đặt linh vật, không được đặt linh vật. Không đặt linh vật, bởi vì rằng là linh vật trong phong thủy nó có tính linh, và đặc biệt linh vật được khai quang nạp cốt rồi thì lại càng có tính linh cao. Thì không đặt trong phòng ngủ, bởi vì đặt trong phòng ngủ tính linh của nó sẽ ảnh hưởng đến cái người thân chủ ngủ trong phòng. Nó sẽ không có phát huy công hiệu mà trở nên quấy rối và người ngủ trong phòng cảm giác bất an và không ngủ được. Thay vì đấy thì khuyên các gia chủ nên sử dụng những cái đồng tiền xu như là đồng hoa mai, hoặc là những cái sâu tiền hoa mai, ngũ phúc hoa mai và tam cát hoa mai, chúng ta đặt ở trong két sắt theo cái năm tháng ngày giờ được xem thì nó sẽ tốt hơn, chứ không có đặt linh vật gì như thế cả. Cái điều này là điều ít người biết đến. Rồi, cái thông tin phải nói là rất là đặc biệt đấy ạ. Em cũng chưa có cơ hội được nghe. Cảm ơn anh Trung rất là nhiều. Vậy thì mình còn những cái lưu ý nào khác nữa không ạ? Thì về cơ bản rằng là phòng ngủ là cái không gian mà như Đức Trung MC đã xác định lên một trong những công năng rất là quan trọng trong cả ngôi nhà. Thì để mà thiết kế được một cái không gian phòng ngủ nó phối kết hợp hài hòa giữa cái kiến trúc của cả ngôi nhà, hay là những cái màu sắc họa tiết trang trí nào, thì nhất định phải có cái sự nắm bắt thông tin rất là kỹ.
thầy chuyên gia phong thủy đấy cần phải nắm bắt được cả yếu tố về kiến trúc cũng như cả về yếu tố phong thủy thì nó sẽ tốt hơn. Đó thì các gia chủ thì nên có một cái sự lưu tâm quan trọng trong điều này và lựa chọn một đơn vị uy tín thì sẽ tốt hơn. Xin cảm ơn anh Trung rất là nhiều ạ. Và cuối cùng chú anh chị và các bạn thân mến, trên đây là một số những cái chia sẻ, những thông tin mà Diễn Đàm nghĩ là cực kỳ hữu ích, sẽ giúp cho quý cô chú anh chị và các bạn có thể dễ dàng hơn trong cái việc xác định phương vị của phòng ngủ của mình, cũng như là trang trí những cái vật phẩm làm sao để cho phát huy hết tối đa công năng và một số những cái công dụng khác của phòng ngủ. Và để có thể có những cái thông tin chính xác nhất cũng như là được tư vấn một cách kỹ nhất thì quý cô chú anh chị và các bạn cũng có thể để lại ở phía dưới phần comment theo cú pháp đó là họ tên, số điện thoại liên hệ cùng với câu hỏi thắc mắc, hoặc là gọi ngay trực tiếp về hotline của Phong Thủy Tam Nguyên đó là 1900 2292 để được các đội ngũ trợ lý của thầy Tam Nguyên tư vấn một cách nhanh chóng và rất là chính xác ạ. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn hình quả chuông ngay bên cạnh để nhận được những video mới, những thông báo khi mà chúng tôi có những cái video chủ đề tiếp theo. Còn bây giờ thì chắc là Diễn Đàm cũng như là anh Đức Trung xin được nói lời cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn cũng như hẹn gặp lại các cô chú chị trong những video tiếp theo. Xin chào. Xin chào.